Cái này là món đồng quê Long An thôi. Trời ơi, chỗ này em, cái này là cá nghe kho lạc nha. Cái này là cá chê, cá chiên ăn với nước mắm gừng. Ăn xong nó không có trả tiền nữa, trả nợ cho nó chơi hay chưa xong. Còn phần lại, phần còn lại nó hồi trả tiền luôn. Nay đem tiền mặt xuống nha. Bây giờ ngủ xuống ngủ dưới đất á. Chứ ngủ đâu, ngủ dưới đất. Trời ơi, thương chưa? Là anh sống. Sao anh sống mua tặng cái giường. Ôi lá sen nha mọi người, coi nè, thương không? Xôi lá sen, miếng mở ra đi. Cái món này là chị Lăng Anh suy nghĩ ra. Em là Lăng Anh. Cô giáo luôn hả? Giáo mầm non. Có đồng nghiệp không? Đồng nghiệp với vợ không? Dạ được. Hiếu trưởng luôn. Hiếu trưởng. Trời ơi. Em thiết kế cho anh Hưng tại anh Hưng là em chế biến những món đồng cho anh đó. Dạ. Đã quá, đúng ý anh luôn á. Chứ còn mà cao sang là không có tên anh nha. Đấy, có đơn giản. Là dân giả mới chịu được. Chứ ở quê em cũng không có món cao sang anh Hưng ơi. Thôi anh thích. Chỉ anh, có cá thôi. Con gốc miền Tây mà, con người có máu miền Tây mà. Ôi mọi người ơi, xôi lá sen này thương không? Vậy tôi ít thương quá à. Bông sen nữa chứ trang trí nè. Đã dân giả trang trí thương không? Còn trên Sài Gòn mình là hay làm củ cải, củ cà rốt rồi đó. À, bông hoa lá này các kiểu, dưới quê vậy thôi đó. Cá he nha. Ăn đúng kiểu nha, đúng kiểu của miền Tây là phải bẻ nè. Dạ, bẻ bóc ăn mới ngon chứ còn bẻ nè. Đó. Chấm với lại chấm gừng nè. Chấm gừng đúng rồi. Nó dặn ươm luôn. Còn cái hẹ nè, hẹ nước nè. Nước đó thì mình chấm với cá he kho. Cá he kho. Trời ơi. Thế anh Hưng ăn thấy ngon quá. Nước nhiều chứ bộ không? Không phải là màu mè đâu. Hình lên phải không? Cái chị bấm chị mò sao cơ mà trúng ngay cái chỗ mà em đi vô trong thăm văn đó. Cái bắt đầu cái em ca bài mà Sương ơi năm nay gì đó con chưa về gì đó là nước mắt chị nó đã tuôn. Hen rồi còn mà cái bài nào mà nhảy là chị ngoài chị cũng nhảy luôn. Chị nhảy luôn. Hiểu như vậy luôn nè. Năm giống con nữa. Giờ chạy vô trong chung trại thăm văn. Chạy chạy chở chú qua vô luôn. Nhưng con nó vô thành. Có cái này chị làm mà. Nhưng em một lần này chị làm chị em mình có cần nữa. Thiếu gì cơ hội, muốn gì nữa mà. Mở gì chứ. Alo, trời ơi. Nghe vậy mà mới lo sáng xô. He. Kết nối được Bluetooth được không vậy? Cái dưới là bà chủ quán nước thì đặng để làm kỷ niệm. Rồi xong. Chơi đi. Chơi luôn. Dạ, từ lứa luôn đi. Rồi, bắt đầu nha. Từ từ tròn nhìn lại đây nhớ thương em. Nhưng ơi, là đau đớn giọt nghe. Nhớ từng một người anh mong. Nhớ lời người ta ôi. Cái gì vậy bà nội? Nhà đất nhà em bởi một vườn táo thu bốn mùa bởi nắng gió. Có những buổi hòa mũ mắt người ta rác đó nhìn chậm xa em đang hơi tâm nhiều khi không có mặt mơ tình là tình nhiều lúc mất có nghe cơ tình sống xa như xa tan nắng lên cao cho lòng mình mất mát như lạnh ôi tình trôi qua như là giấc chim bao ôi chẳng đồng với những cơn mộng du
tình là tình yêu khi không ai mong manh, tình là tình yêu lúc còn cho đi chắc từ lúc quen sống cho thật nhiều vẫn đỡ chưa hề cho, tình cho đi nhưng chẳng chẳng nói năng chi nên lập được đường mãi mãi môi tư cấm. Sau một ngày mình xa ôi tình yêu, tình tập sâu mà cứ nói phù vơ, nhưng mà lòng thì vẫn cứ yêu thơ, mà cuộc đời thì vẫn cứ nhiều mơ. Những khi xưa là nhau, trông trông cho con đường đã chia cắt người sau. Chàng lặng đi theo từng đàn, hát phù vơ mấy câu lặng đầy mình. Đàn đàn lặng đi vô tình. Gần chàng sẽ đâu là quên. Lối đi qua nhà em nghe nồng nàn mùi xa lý thật thơm. Khi đêm xa đông 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 đường, giờ em đã ngủ chưa? Đi lang thang cứ lặng riêng lời, đèn nhà tắt sớm. Gót suy tư thao thức đêm mơ. Đêm biết là gì? Hai hôm sau mới dắt những tin nàng nhận những là tình. Rồi bây giờ mới chạy lên trên trại giam thăm dân. Mới xe đưa về luôn. Rồi tôi gặp chú mà. Được. Bye bye mọi người nha. Có không? Chịu đâu đâu. Đâu? Nó rồi mà sao không nãy. Lúc rồi nó rồi mà giờ tôi không nãy. Lý do sao không nãy? Lý do gì? Tại vì em ăn rồi cho nên vậy. Thôi em muốn tốn tiền chị thiệt mà. Sao? Vậy chị là tình nghĩa rồi đúng không? Thank you.